đủ cái thời gian. Với lại chị trong nếu mà để phải lập cái dự trù về kinh phí rồi này kia thì thường người ta hay sử dụng cái phần mềm MS Project. Nếu như mà mình làm một cách khoa học, mình phân công một cách khoa học đó, thì phần mềm nó tự tính cho mình. Hoặc là trong thực tế thì cũng có những cái phần mềm chuyên lập và dự toán cái chi phí của công trình luôn. Thì những cái phần mềm chuyên dụng trong ngành xây dựng đó, thì nếu mà chúng ta làm trong ngành xây dựng đó, thì chúng ta sẽ có. Còn chúng ta nói về kỹ thuật hoạch định tiến độ. Thứ nhất là chúng ta nói là vì sao mà chúng ta lập dự án thì chúng ta phải lập kế hoạch hoạch định tiến độ. Thì chúng ta biết là nếu khi mà chúng ta làm những cái công việc hàng ngày ấy, thì đa phần đó là chúng ta hoạch định rất là ngắn. Ví dụ như là chúng ta tính làm cái chuyện này trước, chuyện kia sau, rồi này kia thì nó rất là ngắn. Mà đôi khi mình còn quên trước quên sau, rồi cuối cùng là làm cho cái công việc nó kéo dài ra. Chứ đừng nói gì tới cái việc đó là khi mà chúng ta làm một cái dự án, người ta phân cho chúng ta từng đó tiền, chúng ta chừng có từng đó thời gian, rồi chúng ta có từng đó nguồn lực. Mà nếu như mình không lập cái tiến độ, không lập cái kế hoạch đó, thì nó sẽ rối lên tới mức độ như thế nào. Tại vì một cái dự án của mình đó thì thường thường đó là mấy mấy chục công việc đó là quá ít. Nếu như mà là một cái dự án tầm bình thường đó thì mấy trăm công việc, rồi nếu mà dự án mà lớn thì thậm chí có tới mấy ngàn công việc. Như vậy thì nếu như mà mình không lập cái kế hoạch thì cuối cùng là mọi thứ nó sẽ rối lên và đôi khi là sẽ không đạt được cái mục tiêu ban đầu mà mình đề ra. Thì cái việc lập kế hoạch đó là để cho chúng ta bám sát theo một cái tiến độ, một cái mục tiêu. Khi mà mình làm việc mà không có kế hoạch đó, thì cuối cùng mình thấy là mọi thứ nó rất là trì trệ, trì hoãn, và cuối cùng là nó không có đảm bảo được những cái cam kết mục tiêu ban đầu. Làm trình tự các công việc. Khi mà mình làm một cái dự án mà có nhiều công việc á, thì thường đó là mình hay làm cái này trước rồi tới cái kia rồi tới cái khác. Như vậy thì những cái công việc á, nó có cái tính chất theo thứ tự. Mà nếu như mà mình làm cái việc này trước rồi làm cái việc kia sau mà nó không phù hợp á, thì nó sẽ dẫn tới cái việc đó là việc này phải chờ cái việc kia. Tại vì bây giờ việc này không thể tiếp tục làm tiếp được, tại vì việc kia chưa xong. Rồi ví dụ như là mình cũng không thể nào làm cái công việc này trước được, làm cái công việc này trước á, thì cuối cùng á, là công việc kia lại không tiến hành được. Thì nó có rất nhiều những cái mối quan hệ như vậy. Hoặc là cái công việc kia chỉ có thể tiến hành sau khi 10 cái công việc kia kết thúc, chẳng hạn như vậy. Giống như mình không thể nào mình được phép xây nhà trước khi mà mình xin được cái giấy phép xây dựng được. Nếu mình không cho không xin được cái giấy phép xây dựng á, mà mình cứ xây á, thì cuối cùng á, là người ta tới họ đập cái móng của mình đi. Rồi mình cũng không thể nào trang trí nội thất trước khi mình hoàn thiện cái căn nhà được. Nếu mà đang xây, đang tô, đang sơn rồi này kia mà mình kêu mấy cái người nội thất họ vô họ để đồ này kia đồ thì không được. Thì ví dụ như vậy, thì khi mà chúng ta làm những cái dự án lớn á, thì những cái công việc nó còn mang cái tính chất là bắt buộc, việc này việc kia nó phải trước phải sau như thế nào, nó rất là phức tạp. Vì thế nên đó là chúng ta hoạch cái kế hoạch và tiến độ là để đảm bảo được trình tự những cái công việc này, để chúng ta làm theo một cái thứ tự khoa học. Thì nếu tránh cho mọi việc nó rối hết cả lên. Thứ hai, thứ ba đó là lập tiến độ để mà xác định thời gian, chi phí, yêu cầu chất lượng của từng giai đoạn, của từng công việc, để mà mình kiểm soát, để mình đảm bảo chất lượng. Lập tiến độ thì ngay cái thời điểm đó, thời gian nào, cái công việc nào đang được tiến hành, rồi mình phải kiểm tra chất lượng của những công việc đó.
Tức là mình có kiểm tra kiểm soát. Nếu như mà cái công việc đó mà mình không biết, thậm chí mình không lập tiến độ, mình không biết là nó đang tiến hành đó, mình không được làm sao để mà làm tiếp. Nên rất là khó nếu như mà mình không có cái kế hoạch, có cái kế hoạch để ít ra mình còn biết cái công việc đó nó đang tiến hành. Nhiều khi mình đang ngồi uống cà phê nhưng mình thấy cái công việc đó nó quan trọng đó, thì cuối cùng mình biết như vậy mà mình đi kiểm soát, chứ còn đỡ hơn là mình không biết. Rồi cái lập kế hoạch là để giúp cho mình kiểm soát, theo dõi tiến độ, tăng cường giao tiếp phối hợp. Lập kế hoạch nhiều khi mình biết được là cái công việc này nó đang tiến hành, là công việc kia cũng đang tiến hành, nhưng mà cái công việc này á, thì nó cần gấp hơn công việc kia á, thì có thể trễ 1 2 ngày cũng được. Như vậy á, thì mình có thể điều phối những cái người bên công việc này qua làm bớt công việc kia. Đấy. Rồi ví dụ như kế hoạch về tài chính, xong ví dụ như mình thấy chuẩn bị làm tới những cái công tác rất cần rất là nhiều tiền này kia, thì mình phải có cái kế hoạch để chuẩn bị cái tiền cho cái việc đó, chứ không tới lúc nó xảy ra thì lại không có tiền, rồi lại rối hết cả lên. Đó là lập kế hoạch. Rồi lập kế hoạch mình cũng biết được đó là lúc nào mà nhiều việc ít việc đồ, mình nói trước với công nhân viên, mình khuyến khích động viên họ, có chính sách khen thưởng rồi động viên khích lệ kịp thời. Rồi lập kế hoạch nên nó mới có kiểm soát, nên có kiểm soát thì mới có những cái bài học kinh nghiệm, rồi để giúp cho mình cung cấp dữ liệu cho các cái dự án sau này. Chứ nếu không lập kế hoạch rồi không có kiểm soát, không có kinh nghiệm, không có gì hết thì mãi mãi là mình chỉ làm việc một cách amateur thôi, cứ đụng cái công việc này cái rồi làm xong rồi thì lại tới công việc đó, rồi nước tới chân mới nhảy, hoặc là cứ chống hết bên đông thì lại tới bên tây, chống hết thế này thì xong lại chống cái kia, giống như là ăn xôi ở thì giống như là không có có định hướng, rồi không có kiểm soát được cái dự án vậy. Thì những cái việc là kế hoạch này kia chính là để chúng ta thoát hết tất cả những cái đó. Cái bước mà chúng ta lập kế hoạch, trước tiên là mình xác định cái mục tiêu của cái dự án của mình, rồi xác định các cái công việc, rồi tổ chức các cái công việc, nhân sự, con người, tài chính, nhân lực, sắp xếp theo một cái thứ tự phù hợp. Rồi sau đó lên những cái kế hoạch để huy động tài chính, nguồn lực, rồi lập tiến độ, theo dõi và kiểm soát. Thì ở Việt Nam chúng ta thì những cái khâu mà liên quan tới lập dự án rồi lập tiến độ nữa thì làm việc khá là bài bản, khá là chuyên nghiệp. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta lại khó nhất là cái khâu vấn đề nhiều nhất là ở cái khâu kiểm soát dự án. Tại vì đó là cứ mỗi lần mà kiểm soát dự án á, là sẽ đụng tới yếu tố cảm tính. Việt Nam chúng ta là vậy, cứ mỗi lần mà làm việc một mình đó thì lại rất tốt, nhưng mà cứ làm cái việc gì mà kết hợp với con người á thì lại không tốt. Cứ đụng tới khâu mà kiểm tra kiểm soát gì đó, ra hiện trường ghi nhận rồi kiểm soát, thì lúc nào cũng kiểm tra kiểm soát, dẫn dẫn đi kiểm tra kiểm soát sơ sơ, rồi cái xong đó là nhận dẫn đi nhậu, rồi đi nhậu rồi cái xong bắt đầu đó là nó có cái yếu tố tình cảm trong đó, yếu tố cảm tính trong đó, anh em, rồi xong cuối cùng đó là ghi nhận rồi khai khống rồi bao che, rồi thậm chí là đút lót, tham nhũng. Và cuối cùng là nó làm cho những cái dự án chúng ta nó bị kém chất lượng đi. Thì nó là cái thực trạng ở Việt Nam chúng ta là vậy, nó rất yếu trong cái khâu kiểm soát. Còn lập tiến độ rồi này kia, hoạch định kế hoạch rồi này kia rồi thì làm tốt lắm. Chúng ta đi thẳng vào những cái phần này. Như vậy thì khi mà chúng ta lập cái tiến độ của dự án thì chúng ta phải cần những cái thông tin gì? Cần những thông tin gì? Thì chúng ta cần thứ nhất là danh sách các cái công việc cần làm của dự án. Thì khi mà mình làm cái dự án nào đó thì mình phải xác định tất cả những công việc mà mình phải làm. Giống như bây giờ mình định xây cái nhà thì mình cần phải liệt kê ra những công việc gì. Thứ nhất là pháp lý, chuyển đổi đất rồi xin giấy phép xây dựng rồi vân vân. Rồi thứ hai là kiếm cái ông thầu, rồi nói về mặt thiết kế,
rồi nói về mặt chất lượng, rồi nói về mặt chi phí, tiền bạc, rồi thỏa thuận trong hợp đồng, vân vân. Mình phải liệt kê những cái công việc của mình ra. Thì nó có nhiều cách để mà chúng ta có thể phân tích công việc ra. Người ta gọi là cái phương pháp bẻ gãy cấu trúc công việc PKPS. Thì có hai cái kiểu mà chúng mình có thể bẻ gãy cấu trúc công việc, bẻ gãy cấu trúc theo tính tính chất công việc. Bây giờ ví dụ như là những công việc nào liên quan với mặt pháp lý, kỹ thuật, về tổ chức, về quản lý, về tài chính, về kế hoạch, vân vân. Thì mình phân ra thành những cái tính chất công việc, hay là mình phân theo cấu tạo sản phẩm. Ví dụ như là để sản xuất ra một cái máy vi tính thì gồm những cái bộ phận linh kiện nào, rồi ứng với những cái bộ phận linh kiện đó thì liên quan tới cái công việc gì. Như vậy là phải cải theo cái cấu tạo sản phẩm. Thì bằng dù cái cách nào đi nữa thì mình cũng phải liệt kê tất cả những cái công việc mà mình phải làm của cái dự án ra. Thì đó là cái việc thứ nhất, những cái thông tin đầu tiên. Thứ hai là cái mối quan hệ trước sau giữa cái công việc, mối quan hệ trước sau công việc này làm vào lúc nào và thời điểm nào, công việc nào thì làm ngay từ đầu, công việc nào thì chỉ có thể làm trước làm sau khi những cái công việc kia kết thúc hay bắt đầu gì đó. Thì nó có những cái mối quan hệ như vậy, có mối quan hệ. Ví dụ như là sau khi mà mình đổ móng 3 ngày chẳng hạn, thì mới bắt đầu xây tường, ví dụ vậy, thì nó có những cái mối quan hệ như vậy, mình phải gán những cái mối quan hệ cho nó. Rồi thời gian, nguồn lực của cái công việc, thời gian và nguồn lực. Ví dụ như là cái công tác đó mình thấy mình có khoảng là một cái máy múc, rồi 2 3 ngày công nhân, như vậy thì thời gian nó hoàn thành là bao lâu. Như vậy mình phải phải có hoạch định tất cả những thứ đó vào. Nếu mà mình hoạch định xong xuôi hết rồi thì nếu mà nó chính xác thì ví dụ như trên những cái phần mềm dự toán dự án này kia nó cho ra những cái kết quả rất là chính xác. Tuy nhiên thì trong thực tế thì nó xảy ra quá linh động, nên đó là cuối cùng người ta hay dùng Excel để người ta kiểm soát bằng tay. Tại vì Excel nó dễ điều chỉnh theo thực tế hơn, còn những cái phần mềm ấy thì nó lại hơi mang tính chất hơi chuyên nghiệp quá, nên khi nó không có những cái mình làm được một cách cơ bản trong Excel, thì nó điều chỉnh tiện lợi hơn, nó ghi chú nhanh hơn và thế này cái mọi thứ. Nhưng mà đa phần đó là người ta cũng không có sử dụng thành thạo được những cái phần mềm đó mà đó. Chứ còn người nếu mà những người ta làm việc có chuyên nghiệp ấy thì người ta xử lý được những cái phần mềm đó rất là tốt. Đối với những cái nhà quản lý chuyên nghiệp làm những cái dự án quốc tế thì mình thấy là nhưng mà nếu mà làm việc bằng những cái file Excel đó, nếu mà nhỏ thì này kia mình có thể điều chỉnh được dễ, nhưng mà nó lớn hơn nhiều á thì cuối cùng nó lại khó hơn, phức tạp hơn. Rồi đó là những cái thông tin mà mình cần có, thông tin mà mình cần có rồi khi mà mình xử lý bằng những cái công cụ về hoạch định và lập tiến độ của dự án. Ví dụ như là sổ thanh ngang, rồi sơ đồ mạng lưới, thì cuối cùng đó là nó sẽ đưa ra những cái thông tin rất là giá trị và mình quan tâm. Thứ nhất đó là cái thời gian hoàn thành dự án, mình vẽ ra rất là nhiều những cái công việc, và những công việc đó tương ứng với cái nguồn lực của mình đó. Mình xác định được thời gian, rồi mình xác định được cái mối quan hệ trước sau này nọ giữa cái công việc, nhưng mà mình lại không biết được là bao giờ thì dự án hoàn thành kết thúc, không biết là bao giờ dự án kết thúc. Chứ dự án nó không kết thúc bằng cách đó là mình lấy tổng thời gian của tất cả những công việc lại với nhau. Nó không có tính như thế. Mà là ví dụ như công việc này, công việc A cũng bắt đầu ngay từ đầu kéo dài 2 tuần, công việc B cũng bắt đầu ngay từ đầu kéo dài 2 tuần. Như vậy thì dự án này nó không có kết thúc bằng cách là lấy thời gian của công việc A cộng với thời gian của công việc B là thành 4 tuần, mà là hai cái công việc này bắt đầu ngay từ đầu và cùng kết thúc vào cuối tuần thứ hai. Vì thế nên đó là khi mà mình lập cái tiến độ dự án thì mình mới thấy cái điều đó, chứ còn không phải là thời gian của dự án là thời gian cộng các cái công tác lại với nhau.
Rồi cái thông tin thứ hai đó là xác định được những cái công tác nào trong công tác gan. Thì trong cái dự án này thì người ta phân biệt là cái có cái khái niệm đó là cái công tác gan, công tác gan là cái công tác mà nó không có thời gian dự trữ, không thời gian dự trữ. Và những cái công việc gan này á, nếu như mà nó bị trễ, nếu như nó bị trễ thì toàn bộ cái dự án nó sẽ bị trễ. Nó không giống như một số những cái công việc mà nó có thời gian dự trữ, có nghĩa là nó có thể trễ trong một khoảng thời gian nào đó cũng được, không ảnh hưởng tới cái thời gian hoàn thành dự án. Cái công việc gan nó thì nó không có cái thời gian dự trữ. Như vậy thì khi mà mình lập cái tiến độ thì nó sẽ chỉ ra cho mình những cái công việc nào là những cái công việc gan này, công việc gan này. Và cái đường gan chính là cái đường hoàn thành dự án, chính là cái thời gian hoàn thành dự án. Đấy. Rồi cái là tiến độ thì nó sẽ cho chúng ta biết được cái thời gian dự trữ của các công tác. Một số những công tác thì có thể được chờ bao lâu đó, có thời gian dự trữ. Như vậy thì mình biết được những cái công việc đó có thời gian dự trữ thì mình sẽ có cái kế hoạch điều phối cho nó phù hợp. Ví dụ như là vì nó có thể trễ một chút cũng được không sao, nên nó là mình có thể rút bớt người đi làm việc khác cho dự án nó rút ngắn nhanh hơn. Như vậy thì khi hoạch định mình sẽ biết được điều đó, rồi hoạch định rồi mình sẽ có thể điều hòa được nguồn lực cũng như thấy được cái tiến triển của dự án. Đó là rất nhiều những cái thông tin đầu ra rất là hữu ích đối với nhà quản lý khi mà chúng ta hoạch định. Có thể khi mà chúng ta học cái môn học này thì chúng ta sẽ có những cái khái niệm mới mẻ và rất là hay nếu như mình được so với những người không học. Cái bước để mà mình lập tiến độ cho dự án, thứ nhất là mình phân tích công việc, rồi thứ hai xác định thời gian chi phí thành công việc, thứ ba là xác định trình tự, rồi thứ tư là chúng ta lập cái tiến độ bằng tay hay là bằng phần mềm gì đó, tất cả đều được. Đối với nhiều cái người mà họ quản lý dự án chuyên nghiệp á, thì đối với một cái dự án nhỏ người ta cũng có thể quản lý bằng một cái tờ giấy A4 được, tại vì họ có thể vẽ cái tiến độ ra rồi theo dõi báo cáo bao nhiêu, rồi họ có thể biết công việc nào chậm, công việc nào trễ, vân vân, thì nó là dễ. Còn đối với những cái dự án mà rất lớn này kia thì người ta không làm như thế được. Cái công cụ để quản lý dự án, thứ nhất là phương pháp sơ đồ thanh ngang. Thì sơ đồ thanh ngang này là một cái phương pháp quản trị tiến trình rất là phổ biến, nổi tiếng, đơn giản và dễ hiểu. Mặc dù nó ra đời từ năm 1917 nhưng do cái nhà hóa học người Mỹ tên là Henry Gunn ông nghĩ ra trong cái quá trình mà làm việc với cái bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, trong cái việc mà ông sắp xếp những cái công việc theo những cái thứ tự để ông làm việc cho nó nhanh, thì cuối cùng là họ nghĩ ra cái phương pháp này. Và cho tới nay á, thì đi vô tất cả những cái cơ quan, những cái cơ quan nào thì mình cũng hay thấy những cái sơ đồ này. Nó là một cái thanh ngang và nó biểu thị những cái công việc, và cứ cứ thời gian nó cứ trôi đi á, thì người ta cứ kéo cái cọng chỉ đỏ tới cái ngày đó, thì cuối cùng á, là nó sẽ thể hiện cái ngày hiện tại. Còn những cái ngày quá khứ thì nó trôi đi, còn những cái công việc thì nó cứ tiến triển. Thì đó là cái sơ đồ thanh ngang. Bây giờ mình phải ví dụ cái sơ đồ thanh ngang cho cái dự án này. Chúng ta thấy là cái dự án này nó có tất cả là 8 công việc. Và người ta đã phân tách ra được 8 công việc như vậy. Rồi người ta xác định được trình tự của các công việc. Ví dụ như công việc 1 thì bắt đầu từ đầu. Công việc 2 thì bắt đầu từ đầu. Công việc 3 thì sau công việc 1. Công việc 4 thì sau công việc 2. Vân vân. Người ta đã xác định cái trình tự các công việc, rồi người ta cũng đã xác định thời gian và nguồn lực. Người ta dựa vào cái nguồn lực của họ thì họ đã xác định ra những cái thời gian của công việc, ví dụ như là công việc 1 thì hoàn thành 2 tuần, rồi công việc 2 thì 3 tuần, công việc 3 thì 2 tuần, vân vân. Thì họ đã xác định ra được như thế. Xác định được như thế.
Rồi bây giờ mình vẽ cái sơ đồ tầng ngang. Đấy. Thì cái slide tiếp theo chúng ta sẽ thấy người ta vẽ cái sơ đồ tầng ngang. Thì cái sơ đồ tầng ngang này á, thì chúng ta thấy là nó rất là đơn giản. Cái chiều ngang nó là cái biểu hiển thị của thời gian, còn cái chiều dọc á, thì người ta biểu thị cái công việc. Cái công việc như vậy á, thì cái nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy là ví dụ như là cái công việc 3 thì sau cái công việc số 1, công việc 4 thì sau cái công việc số 2, rồi cái công việc số 5 thì sau cái công việc số 3, rồi ví dụ như công việc 7 thì sau cái công việc số 3 và số 5. Đấy. Rồi công việc 8 thì sau công việc 7, vân vân. Mình có thể thấy được cái điều đó. Thì cái sơ đồ tầng ngang này á, khi mà mình vẽ lên rồi á, thì cuối cùng á, là nó cho mình biết được đó là cái thời gian thành dự án là 15, có nghĩa là cuối tuần 15 là xong, nó là theo dự kiến. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Chúng ta thấy rằng là nếu như là cái đề bài mà chúng ta cho chúng ta đọc á, thì chúng ta thấy rằng là người ta cho chúng ta thành 8 công việc như thế này. Nhưng mà bây giờ nếu như mà bắt chúng ta là hỏi chúng ta là cái dự án này nó kết thúc trong vòng bao nhiêu tuần á, thì chúng ta có trả lời được không, thì rất là khó có thể trả lời được. Giờ nếu mà mình cộng tất cả những cái thời gian của cái công việc này lại với nhau á, thì cuối cùng á là nó không có ra 15 tuần mà nó ra một cái số tuần rất là lớn. Đấy. Rồi mình cũng không thể mình ngồi mình đoán được, mình đoán rằng là cuối cùng bao nhiêu tuần xong á, thì nó rất là khó. Giờ nếu như mình những cái dự án mà nó có thêm nhiều công việc thì không thể nào đoán được. Nhưng mà khi mình vẽ lên cái sơ đồ tầng ngang một xíu thì là mình thấy ngay được cái tiến độ và cái thời gian hoàn thành dự án ngay, mặc dù nó rất là đơn giản. Thì đó là cái ưu điểm thứ nhất của cái dự án này, cái sơ đồ thanh ưu điểm thứ nhất của cái sơ đồ thanh ngang này trên cái phần mềm MS Project của Microsoft. Thì ngay cái màn hình đầu tiên đó, thì nó thể hiện ngay cái sơ đồ thanh ngang này luôn. Nó có một cái đường hiện tại, ví dụ như là hiện tại nó đang ở cuối tuần thứ 10 chẳng hạn, thì là người ta sẽ biết được là hiện tại là những cái công việc nó đang tiến triển tới chừng đó, rồi những cái công việc nào đã hoàn thành, những cái công việc nào đang làm và những công việc nào sắp sửa làm. Đấy. Đấy, đó là cái ưu điểm sơ đồ thanh ngang, rất là trực quan, dễ hiểu, dễ kiểm soát, và cho ra rất nhiều những cái thông tin rất là hữu ích. Trong cái đoạn thời gian nào thì có bao nhiêu công việc đang tiến hành, rồi thời gian hoàn thành dự án là lúc nào, rồi có tất cả bao nhiêu công việc, vân vân. Thì mình dễ dàng thấy được cái điều đó. Tuy nhiên á, thì chúng ta thấy là trên cái sơ đồ tầng ngang này á, thì nó có cái nhược điểm, đó là mình hơi khó thấy được cái mối quan hệ giữa cái công việc, mối quan hệ giữa các công việc. Mình thấy được cái trình tự của các công việc nhưng mà rất rất khó thấy được trình tự, mình rất khó xác định được các cái mối quan hệ giữa các công việc. Bây giờ ví dụ như cái công việc số số 7, công việc số 7 là nó sau cái công việc số 5 và công việc số 6. Nhưng mà thực sự thì mình nhìn vào đây thì mình chỉ thấy là nó giống như nó chỉ sau cái công việc số 5 thôi, chứ mình không thấy nó sau công việc số 6. Rồi ví dụ như công việc số 8 là nó sau cái công việc số 6 và công việc số 7. Nhưng mà nhìn vào đây thì mình chỉ thấy giống như là nó chỉ sau cái công việc số 7 thôi, chứ không cần sau công việc số 6. Đấy. Trong khi những cái mối quan hệ đó nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thế bây giờ cái công việc số 7 nó xong nhưng mà công việc số 6 chưa xong, thì công việc số 8 có làm được không? Không làm được. Đấy. Đó là chúng ta rất khó thấy cái mối quan hệ đó. Nhìn vào đây mình lại thấy cái trình tự nhưng mà lại rất khó thấy mối quan hệ. Đó là cái nhược điểm thứ nhất. Nhược điểm thứ hai là vì khó thấy được các cái mối quan hệ các công việc, nên sẽ khó xác định được những công việc nào là những công việc gang. Công việc gang là những cái công việc mà không có thời gian dự trữ. Thì những cái công việc gang á, nó gồm là công việc 1, 3, 5, 7 và 8. Đó là những cái công việc gang.
đó là những công việc gan. Nhưng mà nhìn vào trong cái sơ đồ thanh gan này á, mình rất khó thấy, rất khó thấy. Nó không giống như những cái sơ đồ mạng lưới biểu thị rõ ràng cái mối quan hệ. Biểu thị mối quan hệ là mình có thể thấy ngay được những cái công việc nào cũng bị gan và những cái mối quan hệ giữa các công việc của mình, nhưng thời thời ngang mình lại không thấy điều đó. Nhưng mà ngược lại thì nhược điểm của những cái sơ đồ thanh gan á, thì nó lại không cho thấy được đó là nhược điểm của các cái sơ đồ mạng lưới thì nó lại không thấy được đó là trong cái khoảng thời gian nào là cái công việc đang được tiến hành giống như sơ đồ thanh gan. Vì vậy nên nó lại gây khó khăn trong cái việc điều phối. Vì vậy nên đó là khi mà mình quản lý dự án thì mình sẽ kết hợp hai cái dạng sơ đồ này lại với nhau, thanh gan và mạng lưới. Cuối cùng đó là mình phải linh động. Đây là phần thực hành trong cái phần mềm mà MS Project. Thì để nhắc luôn là các em download rồi cài trước cái phần mềm quản trị dự án nha, MS Project của Microsoft, để mà chúng ta thực hành cái phần thực hành. Rồi vì những cái nhược điểm đó của cái sơ đồ thanh gan nên rồi cuối cùng người ta đã phát triển thành một cái sơ đồ mới, gọi là sơ đồ mạng lưới kỹ thuật thẩm định và đánh giá chương trình sơ đồ mạng lưới. Thì những cái dạng sơ đồ mạng lưới đầu tiên nó ra đời từ năm 1958 trong cái thời kỳ mà Mỹ với Liên Xô chiến tranh lạnh chạy đua vũ trang. Vì đó là chạy đua vũ trang giữa Mỹ với Liên Xô, lúc đó người ta đặt cái tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở biên giới của mỗi quốc gia giờ để hăm he lẫn nhau, chỉ chờ nhấn nút thôi. Thì lúc đó tự nhiên là mọi người vội vàng vội vã chạy đua vũ trang đồ này kia, cái tưởng nó sắp chiến tranh tới nơi, nên đó là cái áp lực về thời gian rất là lớn, rất là lớn. Thì Hải quân Mỹ lúc đó đang thực hiện một cái dự án là Polaris, tức là một cái tàu ngầm nguyên tử mang đầu đạn hạt nhân, thì phải hoàn thành cho nó trong thời gian rất là sớm, ví dụ như từ 5 năm, phải là trong 5 năm là phải xong. Thì trong cái áp lực về thời gian đó, cuối cùng mới là Hải quân Mỹ họ nghĩ ra cái phương pháp này. Và cuối cùng mới là khi mà họ áp dụng thì cuối cùng rút ngắn cái dự án xuống còn có 3 năm rưỡi, 3 năm rưỡi. Vì thế nên đó là sau này khi mà kết thúc cái chiến tranh rồi á, thì những cái kỹ thuật này nó vẫn tiếp tục được phát triển, và nó phát triển ra những cái ngành nghề khác, mà cần hoạch định tiến độ. Nó có rất là nhiều những cái dạng sơ đồ mạng lưới đấy. Nhưng mà nhìn chung thì nó có hai dạng, đó là dạng AOA và AON. Có hai dạng, dạng AOA AON. Thì cái dạng AOA là sơ đồ mạng lưới được biểu thị bằng một cái mũi tên, còn AON là cái sơ đồ mạng lưới công việc được biểu thị bằng một cái u vuông, còn này là biểu thị bằng mũi tên vuông. Thì trong cái sơ đồ dạng AOA thì nó có một cái dạng gọi là tắt của cái từ này, tắt của từ này, sơ đồ bird. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn nó là một cái sơ đồ tiêu biểu để mà mình nghiên cứu. Còn AON thì ở trong cái phần mềm quản trị dự án MS thì nó có vẽ sẵn cho mình luôn. Và hai cái sơ đồ này nó đều là sơ mạng lưới, vì thế nên thông tin nó tương tự. Còn cái sơ đồ này thì không có cái phần mềm nó vẽ, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Vì thế nên nó là nếu như mà mình vẽ được cái sơ đồ này, sơ đồ vợt này á, thì mình hoàn toàn có thể quản lý được những cái dự án nhỏ, bằng tay, không cần phần mềm. Còn AON đó thì nó chuyên nghiệp hơn. Nếu như mà mình làm những cái dự án lớn, mình phải sử dụng cái phần mềm MS Project thì mình sẽ vừa có sơ đồ thanh gan, vừa có sơ đồ mạng lưới này kia, để mà mình có thể đọc và
và quản trị. Đấy, còn nếu như mà mình không cần nhiều đến thế thì mình chỉ cần cái sơ đồ này thôi. Sơ đồ này thôi. Rồi trong cái sơ đồ mạng lưới dạng AOA thì một cái mũi tên nó biểu thị một cái công việc. Chúng ta thấy như vậy. Mũi tên nó thị một công việc. Và công việc đó thì nó phải có hao phí thời gian, nguồn lực. Rồi chúng ta lại thấy một cái hình tròn. Cái hình tròn nó biểu thị một cái sự kiện, còn gọi là một cái thời điểm. Nói chung là nó một thời điểm. Ví dụ như là cái thời điểm bắt đầu dự án, rồi thời điểm kết thúc dự án, rồi thời điểm bắt đầu công việc A, thời điểm kết thúc công việc B. Ví dụ như là thời điểm kết thúc công việc B và bắt đầu công việc C. Nói chung á là chúng ta nhìn trong một cái sơ đồ mạng lưới thì chúng ta sẽ thấy những cái hình tròn như thế, và nó biểu thị bởi một cái sự kiện thời điểm. Rồi trong cái sơ đồ dạng vờn này á, thì nó còn có những cái, có thể nó có những cái mũi tên nét đất như thế này, thì nó biểu thị với một cái công việc giả, hay một cái công việc không thực sự có trong 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 hiện tại, trong thực tại. À, chỉ có điều đó là để đảm bảo một số những cái nguyên tắc vẽ của cái sơ đồ mạng lưới này thì người ta phải thêm nó vào, và để mà nó đảm bảo những cái nguyên tắc vẽ đó nó không bị sai đi. Nên sai đi thì có sơ đồ, có cái thì cần, có cái thì không cần. Rồi tiến trình trong cái sơ đồ mạng lưới dạng AOA này thì người ta quy định một cái tiến trình, hay còn gọi là một cái đường đi của dự án, là một cái đường mà nó bắt đầu từ cái sự kiện đầu tiên, sự kiện bắt đầu, và nó kết thúc, sự kiện kết thúc, sự kiện kết thúc. Nó đi qua sự kiện khởi đầu, qua các công việc, và cuối cùng nó kết thúc, sự kiện kết thúc, được gọi là một tiến trình. Thì một cái dự án ta có thể nó rất là nhiều cái tiến trình. Tuy nhiên chỉ có một cái tiến trình, tuy nhiên á, thì cái tiến trình là tiến trình gang á, nó có thể có nhiều tiến trình gang, nhưng mà cái độ dài của những cái tiến trình gang thì nó phải bằng nhau, bằng nhau, và đó là cái độ dài của dự án. Thì tới phần đó chúng ta sẽ tìm hiểu. Nó có hai nguyên tắc. Thứ nhất là khi mà mình vẽ cái sơ đồ thì sẽ không được có các cái công việc có đồng thời chung điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Ví dụ như theo cái này là sai, chung điểm khởi đầu và chung điểm kết thúc. Trong cái trường hợp này, ví dụ như là công việc A bắt đầu từ đầu, công việc B bắt đầu từ đầu, và công việc C bắt đầu sau cái công việc A và B. Đấy. Thì giả sử như cái mối quan hệ nó là như vậy, nhưng mà mình không được vẽ như thế này, hay không được vẽ như thế này, mà mình phải vẽ là ví dụ như người ta sử dụng cái công việc giả như thế này. Khi mà cái công việc A bắt đầu ngay từ đầu, cái sự kiện mà nó chỉ có cái mũi tên đi ra mà không có cái mũi tên nào đi vào đó thì được gọi là sự kiện khởi đầu. Còn cái sự kiện nào mà chỉ có các mũi tên đi vào mà lại không có mũi tên nào ra hết thì đó gọi là sự kiện kết thúc. Và nhìn trên một cái dự án thì chỉ có một sự kiện bắt đầu và một sự kiện kết thúc thôi, chứ không thể có hai sự kiện bắt đầu hay là hai sự kiện kết thúc được. Vậy nghĩ là vẽ sai. Như vậy thì trong cái trường hợp này, nếu như mà cái công việc C nó bắt đầu sau công việc A B mà mình lại không được vẽ như vậy, không được vẽ có hai cái công việc có cùng điểm khởi đầu và cùng điểm kết thúc như vậy, thì bắt buộc mình phải sử dụng một cái công việc giả gọi là A phẩy. Công việc A thì cho nó bắt đầu ngay từ sự kiện bắt đầu và nó kết thúc tại điểm này đi. Còn công việc B thì cho nó kết thúc tại một điểm khác. Rồi mình vẽ một cái công việc giả cho nó kết thúc cùng điểm với cái công việc B. Thì công việc giả thực ra nó không có thật. Đó. Thời gian bằng không và chi phí bằng không. Tuy nhiên thì cuối cùng mình vẽ như vậy để nó đảm bảo cái nguyên tắc đó là không có cái công việc có cùng khởi đầu và cùng kết thúc. Đó là trường hợp sử dụng cái công việc giả như vậy. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là
sẽ có được sơ đồ mà nó chứa cái chu trình cái vòng tròn khép kín, những cái vòng tròn khép kín là không được như thế. Chúng ta nhìn trên cái sơ đồ thì mình thấy rằng là có những cái công việc A thì bắt đầu từ đầu rồi tới công việc B, B bắt đầu sau việc A rồi tới công việc C, rồi công việc C rồi lại tiếp tục làm lại cái công việc A, rồi lại tiếp tục như thế, nó cứ lập thành một cái vòng lặp vô tận như thế. Nên như vậy thì trong cái dự án ấy thì không có cái trường hợp như thế, không có trường hợp như vậy. Mình làm cái công việc A xong xuôi rồi, bây giờ làm công việc B rồi làm cái việc C rồi việc D, việc E, việc F cho nó xong cái dự án, chứ không có cái trường hợp mà nó cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy, nó lặp vô tận như vậy. Nó lặp vô tận như vậy chỉ có những cái công việc thì như ở phòng ban chức năng thôi, ví dụ như là kế toán rồi thu ngân ấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt cuộc đời thôi, thì đó nó lại không phải là dự án. Dự án là nó phải kết thúc, phải có thời điểm bắt đầu và sẽ có kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu làm công việc dự án khác, chứ không có cái mà cứ làm lặp đi lặp lại như vậy suốt đời như vậy. Như vậy nếu như mình vẽ cái tiến độ, cái tiến trình mà nó có cái trường hợp như vậy thì có nghĩa là mình vẽ sai rồi. Rồi rồi đây là cái sơ đồ thăm ngang, đây là cái sơ đồ mạng lưới của cái ví dụ vừa nãy. Ví dụ vừa nãy sau khi vẽ xong thì mình sẽ có được một cái sơ đồ đầy đủ những thông tin như thế này, mà quan trọng là mình phải hiểu những thông tin trên đó. Trên đó như vậy thì ta sẽ vẽ cái sơ đồ này. Rồi, chúng ta bắt đầu vẽ sơ đồ này. Thứ nhất là cái công việc số 1 bắt đầu ngay từ đầu và thời gian kéo dài 2 tuần. Công việc 2 bắt đầu ngay từ đầu và thời gian cũng kéo dài 3 tuần. Như vậy mình phải vẽ một cái sự kiện, gọi là cái sự kiện bắt đầu của cái dự án này. Sự kiện vẽ nó là như thế. Rồi cái công việc một bắt đầu ngay từ đầu thì mình kéo nó ra. Công việc một bắt đầu từ đầu, thời gian kéo dài 2 tuần từ sự kiện bắt đầu, kéo nó ra. Rồi cái công việc 2 cũng bắt đầu ngay từ đầu, thời gian kéo dài 3 tuần. Như vậy thì từ cái sự kiện khởi đầu mình kéo dài nó ra, thời gian kéo dài 3 tuần. Rồi tiếp tục. Công việc 3 sau khi kết thúc công việc 1 thời gian kéo dài 2 tuần, công việc 4 sau khi kết thúc công việc 2 thời gian thành 4 tuần. Tiếp. Cái công việc 1 sau với công việc 3 sau khi kết thúc công việc 1. Mình sẽ vẽ một cái sự kiện và cái sự kiện này là sự kiện kết thúc của cái công việc 1 và bắt đầu cái công việc 3. Thời gian kéo dài 2 tuần. 2 tuần. Rồi từ rồi tới cái công việc số 4. Công việc 4 đi sau công việc 2, thời gian kéo dài là 3 tuần. Như vậy thì mình vẽ một cái sự kiện gọi là sự kiện kết thúc của công việc 2 và bắt đầu cái công việc 4. Thời gian kéo dài 3 tuần.
3 tuần vậy như thế. Rồi tới công việc 5, 6. Công việc 5, sau khi kết thúc công việc 3, thời gian thành 4 tuần. Rồi công việc 6 cũng sau công việc 3, thời gian thành 3 tuần. 3 tuần. Như vậy công việc 3 trên này, mình vẽ một cái sự kiện kết thúc công việc 3. Bắt đầu công việc 5. Bắt đầu công việc 6. Năm cái dài ba ba tới công việc bảy thì sau khi kết thúc công việc 5, 6 thời gian hoàn thành 5 tuần. Sau khi kết thúc công việc 5, 6 thời gian thành 5 tuần. Như vậy thì mình phải vẽ một cái sự kiện công việc 7 sau khi kết thúc công việc 4 năm thời gian thành 5 tuần. Như vậy mình phải vẽ một cái sự kiện là gọi là sự kiện kết thúc của công việc 4 và công việc 5. Đây, công việc 4 dưới này mình vẽ một cái sự kiện kết thúc của công việc 4 và công việc 5. Công việc 5 đó thì hồi nãy mình vẽ nó ở trên, mình không biết mình vẽ nó ở trên, thì bây giờ mình kéo nó xuống cho nó kết thúc cùng với cái sự kiện số 4. Xóa cái này đi. Rồi mình vẽ cái công việc số 7. Thời gian thành 4 tuần. 4 tuần. Nên là đó là công việc số 7. Này, thời gian thành 5 tuần. Rồi công việc số 8. Sau khi kết thúc công việc 6 và 7, thời gian hoàn thành là 2 tuần. Đấy. Công việc số 8, 6 và 7 thì hoàn thành 2 tuần. 6 và 7 nó đều ở đây. Bây giờ mình vẽ một cái sự kiện kết thúc của công việc 6 và công việc 7. Bắt đầu với công việc số 8. Mình vẽ một cái công việc số 8. Thời gian hoàn thành 2 tuần. 2 tuần, đó là công việc số 8. Và tới đây là kết thúc rồi. Để bà tới đây kết thúc, không còn công việc nào nữa. Vì thế nên nó là mình vẽ một cái sự kiện kết thúc của công việc số 8 và cũng chính là kết thúc của dự án. Đó là sự kiện kết thúc. Chỉ có mũi tên đi vào, không có mũi tên nào ra nữa. Rồi cái sự kiện đầu thì chỉ có mũi tên ra, không có sự kiện nào, mũi tên nào đi vào. Còn không có cái sự kiện nào mà nó giống sự kiện bắt đầu hay là sự kiện kết thúc. Đấy. Thì những cái sự kiện khác thì đều có bắt đầu với kết thúc, nhưng mà cả hai cái sự kiện này là nó không giống. À, đó là sơ lược. À, nếu như mà khi mình vẽ những cái sơ đồ mà tới đó là kết thúc, nhưng mà nó ví dụ như nó có những cái công việc ví dụ như là 9 hay là 10 gì đó, người ta không nói tới, người ta không nói gì nữa, nên thì có nghĩa là lúc đó mình phải kéo công việc 9-10 này vào trong cái sự kiện kết thúc này luôn. Nói chung là sự kiện nào mà chưa có cái sự kiện kết thúc, cái công việc nào mà chưa có sự kiện kết thúc thì kéo hết vào trong cái sự kiện kết thúc của dự án. Rồi như vậy sơ lược là cái sơ đồ nó là như vậy. Rồi bây giờ mình tiếp tục điền các cái chỉ tiêu vào trong sơ đồ. Thì mình
xem về các cái sự kiện. Cái sự kiện của mình đó là một cái phòng nó có bốn khu vực, như bốn khu vực đại diện cho bốn cái chỉ tiêu. Đây là ví dụ như đây là cái khu vực số 1, khu vực số 3, khu vực số 4. Thì cái khu vực số 1 này, là cái thời gian sớm nhất, hoàn thành sự kiện, theo dự kiến. Đó, thời gian sớm nhất hoàn thành sự kiện theo dự kiến. Thì để tính cái chỉ tiêu này á, mình sẽ trả lời cái câu hỏi là cái sự kiện đang tính là sự kiện kết thúc của những công việc nào. Công việc 2, cái vị trí 2 là cái thời gian muộn nhất phải hoặc là cho phép hoàn thành sự kiện mà không ảnh hưởng tới dự án. Thì để tính cái chỉ tiêu này, mình trả lời câu hỏi sự kiện đang tính là sự kiện bắt đầu của những công việc nào. Rồi cái vị trí số 3 là cái số thứ tự của sự kiện. Mình phải đánh số thứ tự của sự kiện theo một cái nguyên tắc. Chứ rồi sau đó mình cứ theo cái số thứ tự đó mà mình tính thời gian sớm nhất hoặc là muộn nhất. Thực ra thì mình có thể tự đánh theo cái ý của mình cũng được, đánh ngẫu nhiên. Nên chỉ có điều đó là nếu như mà mình không đánh và không làm theo những cái số thứ tự đó, thì mà mình cứ đánh ngẫu nhiên rồi mình tự làm ngẫu nhiên ấy, thì nó sẽ gặp cái tình trạng đó là khi mà mình tính cái sự kiện này ấy, thì nó lại không đủ cái số liệu rồi phải là tính cái công việc kia, rồi cứ làm như thế, cuối cùng là nó cả lên và cuối cùng là nó chậm. Còn nếu như mình đánh số thứ tự theo cái nguyên tắc vẽ này, mà theo cái nguyên tắc của sơ đồ này á, thì cuối cùng là mình cứ theo những cái tính toán theo những cái sự kiện có số thứ tự mà mình đã đánh số như vậy á, thì cuối cùng nó sẽ không có thiếu cái thông tin, và cuối cùng là mình sẽ không có bị rối và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Rồi cái vị trí số 4 này á, là cái thời gian dự trữ của sự kiện. Mà không ảnh hưởng đến dự án. Nó là một cái khoảng thời gian dự trữ của sự kiện. Nó là một cái đồ trễ. Ví dụ như nó là một cái đồ trễ cho cái sự kiện đó, có từ cái thời điểm sớm nhất nó nên diễn ra và thời điểm muộn nhất nó phải xảy ra. Ví dụ như là cái thời điểm mà chúng ta tốt nghiệp thì chúng ta sớm nhất thì tháng 6, ví dụ vậy, sớm nhất thì tháng 7, còn muộn nhất thì là tháng 10. Thì trong cái khoảng đó nó phải xảy ra. Rồi ví dụ như mình khởi công chẳng hạn, nếu mà sớm thì cuối tuần sau là khởi công, nếu mà muộn á thì cuối tuần sau hơn 3 ngày nữa thì nó cũng phải là phải khởi công.
nó không, nó trễ, ví dụ như vậy. Thì đó là cái thời gian dự trữ của cái sự kiện, nó là một cái khoản dự trữ, một cái độ trễ của một cái thời điểm mà nó phải xảy ra. Và bây giờ ta sẽ vẽ cái sơ đồ theo những cái nguyên tắc đó. Thứ nhất là đánh số thứ tự của sự kiện, đánh số thứ tự của sự kiện. Thì cái sự kiện đầu tiên là cái sự kiện không, mình đánh cho nó số thứ tự không. Và cái nguyên tắc là cứ đánh số thứ tự vào cho cái sự kiện nào thì xóa cái mũi tên đi ra của sự kiện đó đi. À, rồi cái sự kiện nào mà không còn cái mũi tên đi vào nữa thì đánh số thứ tự tiếp theo. Rồi cứ như thế. Cứ như thế cho tới hết cái dự án. Bây giờ mình đánh số thứ tự vào sự kiện không thì xóa cái mũi tên đi ra khỏi sự kiện không đi. Nhưng mà khi mình làm bài á, thì mình một là mình làm bút chì, hai á, là mình có thể xóa nó đi bằng cách đó là mình gạch nó đi như thế này thôi, giả vờ gạch thôi, chứ thực ra sau khi mình xóa mình nó thứ tự rồi mình lại phải nối lại, vì thế nên đó là xem như là mình đã xóa nó. Còn nếu không thì dùng bút chì xóa xóa thì nó sẽ lâu hơn nhưng mà lại không cần thiết. Rồi, bây giờ giả sử là người ta xóa đi. Bây giờ mình thấy cái mũi tên nào, cái sự kiện nào mà không còn mũi tên đi vào thì mình đánh số thứ tự cho sự kiện tiếp theo. Thì mình thấy là cái sự kiện phía trên với sự kiện dưới nó đều không có mũi tên đi vào. Vì thế nên mình đánh số thứ tự cho nó là tiếp theo, cho nó là số sự kiện số 1 và sự kiện số 2. Đấy. Như vậy sau khi mình đánh rồi thì mình lại rồi tiếp tục mình lại xóa cái mũi tên đi ra khỏi sự kiện số 1 và số 2 mình vừa đánh số đi. Xóa đi. Thì bây giờ sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự tiếp theo cho nó. Thì mình thấy là có cái sự kiện phía trên này không còn mũi tên đi vào. Trên này không còn mũi tên đi vào. Vì thế mình đánh số thứ tự tiếp theo cho nó là sự kiện số 3. Rồi xóa cái mũi tên đi ra khỏi sự kiện số 3 đi. Mình thấy sự kiện nào không còn mũi tên đi vào thì đánh số thứ tự tiếp theo. Đó là cái phía dưới này. Cái sự kiện số 4. Rồi xóa mũi tên đi ra khỏi sự kiện 4. Thì chỉ còn lại hai cái sự kiện. Thì sự kiện này chính là sự kiện không còn mũi tên đi vào. Đánh số thứ tự 5. Rồi tiếp tục xóa mũi tên đi ra khỏi sự kiện 5. Thì chỉ còn đúng có một cái sự kiện. Thì sự kiện 6. Như vậy, đó là số thứ tự của sự kiện. Mình cứ theo những cái thứ tự này mà mình làm thì nó sẽ không thiếu thông tin. Như vậy sau khi mình đánh số thứ tự rồi á, thì mình nối các mũi tên lại. Vì thế nên đó là chúng ta phải làm bút chì hoặc là chúng ta không cần xóa nó đi. Rồi tiếp theo chúng ta tính cái thời gian sớm nhất hoàn thành sự kiện. Chúng ta tính cái thời gian sớm nhất hoàn thành sự kiện. Bây giờ sự kiện không. Thời gian sớm nhất để mà hoàn thành sự kiện không cho nó là bắt mà là thời điểm ban đầu. Mình ghi số 0, giả sử nó là bắt đầu từ đầu, ban đầu. Theo dự kiến bắt đầu từ đầu. Như vậy thì trong thực tế thì mình khi mình gán cái ngày cho nó, cái ngày nào là cái ngày bắt đầu thì cái sơ đồ nó sẽ tự tính toán ra những cái ngày kết thúc dựa theo những cái nguyên tắc vẽ như vậy.
công việc nào trước, công việc nào sau, kết thúc thì điểm nào, hoàn thành thời điểm nào ra sao thì nó đều tính như vậy. Đấy, mình lấy cái ví dụ minh họa về cái phương pháp sơ đồ này, đó là mình lấy số 0 cho nó bắt đầu từ thời điểm ban đầu đi. Rồi bây giờ tới cái sự kiện số 1. Tới sự kiện số 1 thì mình sẽ tính cái thời điểm sớm nhất hoàn thành sự kiện số 1. Mình nghĩ có nghĩa là thời điểm sớm nhất mà sự kiện số 1 phải xảy ra. Thì cái sự kiện số 1 này á, mình phải trả lời câu hỏi là nó là sự kiện kết thúc của công việc nào. Thì mình thấy là nó kết thúc của công việc số 1. Kết thúc công việc số 1. Như vậy thì công việc số 1 bắt đầu ngay từ đầu và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến thì nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ hai. Mình sẽ ghi cái số 2 và cuối cái mũi tên của cái công việc số số 1 này. Và cái công việc số 1 này nó chỉ có cái sự kiện số 1 này nó chỉ có kết thúc của công việc số 1 thôi. Vì thế nên nó là cái thời điểm sớm nhất mà nó xảy ra theo dự kiến là cái thời điểm sớm nhất mà cái công việc số 1 kết thúc. Mình ghi số 2 vào và trong cái vị trí sớm nhất bắt đầu với cái sự kiện số 1 này. Đấy. Cái thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện này nó xảy ra là cuối tuần thứ hai. Bây giờ tới cái công việc số 2. Cái công việc số 2 thì nó chỉ kết thúc của cái công việc số 2 thôi. Công việc số 2 thì bắt đầu ngay từ đầu cái dài 3 tuần, nhưng theo dự kiến thì nó kết thúc vào cuối tuần thứ ba. Cái số 3 và cuối mũi tên. Và cái sự kiện số 2 nó chỉ kết thúc của công việc số 2. Vì thế nên nó là thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện số 2 này xảy ra, nó cũng là cuối tuần thứ cuối tuần thứ ba khi mà công hai kết thúc. Và bây giờ tới sự kiện số 3, mình phải tính theo cái số thứ tự của kiện số 3. Sự kiện số 3 là sự kiện kết thúc của công việc số 3. Công việc số 3 thì theo dự kiến nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ hai khi công việc số 1 kết thúc và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ tư khi số 4 và cuối mũi tên. Và có sự kiện số 3 này nó chỉ kết thúc của mỗi cái công việc số 3 thôi, vì thế mình ghi số 4 vào trong cái vị trí thời điểm sớm nhất hoàn thành sự kiện 3. Bây giờ tới sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện kết thúc của hai công việc số 4 và số 5. 4 và số 5. Công việc số 4 thì theo dự kiến nó bắt đầu vào cuối tuần thứ ba khi mà công việc số 2 kết thúc và nó kéo dài thêm 3 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 6. Tuần 6 mình ghi số 6 và cùng một tên. Công việc số 5 theo dự kiến nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ tư khi công việc số 3 kết thúc và nó kéo dài 4 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ thứ 8. Cuối tuần thứ 8. À, chính là chỗ này nhầm một xíu, cái chỗ này cái công việc số 4 này nó hoàn thành 4 tuần chứ không phải 3 tuần. Như vậy cái công việc số 6 này nó sẽ kết thúc sớm nhất vào cuối tuần thứ 7. Cuối tuần thứ 7. Như vậy thì cái sự kiện số 4 là cái sự kiện kết thúc của cả cái công việc số 7 và số 8. Kết thúc của công việc số 7 và số 8. Mà chúng ta thấy rằng là nó có hai cái mũi tên đi vào như vậy. Nó là cái sự kiện sớm nhất mà kết thúc của cái công việc số 7 và số 8. Thì cái sự kiện sớm sớm nhất mà cái thời điểm này nó phải xảy ra
Như vậy thì cái thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện số 4 này nó theo dự kiến là nó xảy ra thì sớm nhất nó phải là cuối tuần thứ 8, chứ không thể nào cuối tuần thứ 7 được. Cuối tuần thứ 7 thì công việc số 5 chưa kết thúc. Đấy. Rồi như vậy thì cái thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện này nó xảy ra đó là cái sự kiện mà công việc số 7 và số 8 đều kết thúc, thì đó là cái cuối tuần thứ 8. Đó là cái thời điểm sớm nhất mà cả hai công việc đều đã kết thúc. Như vậy mình phải ghi cái số 8 vào đây. 8 này. Đó là cái thời điểm sớm nhất mà cái sự kiện này có thể xảy ra. Rồi tới cái sự kiện số 5. Sự kiện số 5. Thì sự kiện số 5 là cái sự kiện kết thúc của công việc số 6 và số 7. Cái công việc số 6 theo dự kiến bắt đầu vào cuối tuần thứ tư khi công việc số 3 kết thúc, và nó kéo dài 4 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 7. Công việc số 7 theo dự kiến thì sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 8 khi hai công việc 4, 5 kết thúc, và nó kéo dài 5 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 13. 7 với 13 thì mình phải ghi số 13 vào đây. Đó là thời điểm sớm nhất là cái sự kiện năm này có thể xảy ra. Rồi tới sự kiện số 6. Sự kiện số 6 là sự kiện kết thúc của công việc số 8. Công việc số 8 thì bắt đầu cuối tuần thứ 13 theo dự kiến khi hai cái công việc số 7 và số 6 kết thúc, và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy theo dự kiến nó sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 15. 15. Và có một công việc này thôi, vì thế nên mình ghi số 15 vào cái thời điểm sớm nhất kết thúc cái sự kiện 6 này. Như vậy thì có nghĩa là theo dự kiến thì cái dự án này sẽ kết thúc vào cuối tuần thứ 15 nếu như mọi thứ đều bình thường. Đó là cái sơ đồ mạng lưới, sơ đồ mạng lưới. Rồi bây giờ mình sẽ tính một cái chỉ tiêu nữa, thứ ba, thứ hai, đó là thời gian muộn nhất phải hoặc cho phép hoàn thành sự kiện mà không ảnh hưởng tới dự án. Mình sẽ tính ngược về, tính ngược về. Bây giờ từ sự kiện số 6 rồi tới 5, 4, 3, 2, 1. Sự kiện số 6. Mình trả lời cái câu hỏi là sự kiện đang tính là sự kiện bắt đầu của công việc nào? Bắt đầu của công việc nào? Thì mình thấy là sự kiện số 6 là sự kiện bắt đầu của công việc số 8. Công việc số 8 á, thì nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 là kết thúc. Như vậy nếu muộn thì là bao nhiêu? Thì bây giờ nếu như mình cho cái dự án này nó theo như đúng bình thường, nó kết thúc sớm 15 và muộn cũng phải 15, cũng phải 15, không cho nó thêm một cái tuần dự trữ nào của dự án, thì mình ghi số 15 vào đây. 15 vào đây. Có nghĩa là mình muốn dự án này nó phải kết thúc theo như dự kiến. Thì cái công việc số 8 này sớm thì 15 kết thúc, muộn thì cũng phải 15 kết thúc. 15 kết thúc. Rồi bây giờ tới cái sự kiện số 5. Sự kiện số 5. Mình trả lời cái câu hỏi sự kiện số 5 là cái sự kiện bắt đầu của công việc nào? Thì sự kiện số 5 là sự kiện bắt đầu của công việc số 8. Bắt đầu của công việc số 8. Thì cái công việc số 8 nếu mà sớm thì 15 kết thúc. Nếu mà muộn thì 15 cũng phải kết thúc. Và nó kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì nó cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 13. 13 mình ghi số 13 vào cuối mũi tên. Cuối mũi tên. Nếu mà sớm thì cuối tuần thứ 13 bắt đầu. Nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 13 cũng phải bắt đầu công việc số 8 này. Tại vì mình không cho cái công việc số 8 này thêm một khoảng thời gian dự trữ nào. Vì vậy nên mình điền số 13 vào đây. Rồi, này. Rồi bây giờ tới cái sự kiện số 4. Sự kiện số 4 là sự kiện bắt đầu của cái công việc số 7. Bắt đầu của công việc số 7. Công việc số 7 nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 là kết thúc. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 13
cũng phải kết thúc và nó kéo dài 5 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 cũng phải bắt đầu. Cuối tuần thứ 8 cũng phải bắt đầu. Đó là công việc số 7. Như vậy mình ghi số 8 này vào trong cái sơ đồ này, vì nó chỉ có bắt đầu của một công việc đó thôi. Bây giờ tới cái sự kiện số 3. Sự kiện số 3 là cái sự kiện bắt đầu của hai công việc số 5 và số 6. Công việc số 5 nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 là kết thúc. Nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 cũng phải kết thúc. Kéo dài 4 tuần. Như vậy công việc số 5 nếu muộn thì cũng phải bắt đầu vào cuối tuần thứ 4. Rồi cái công việc số 6. Nếu sớm thì cuối tuần thứ thứ 7 là kết thúc. Nếu muộn cuối tuần thứ 13 kết thúc cũng được. Và nó kéo dài 3 tuần. Như vậy nếu như mà muộn á, thì cuối tuần thứ 10 bắt đầu vẫn kịp. Nghĩa là nó được trì hoãn rất là lâu. Như vậy nếu muộn á, thì chúng ta thấy là nếu muộn á, thì cuối tuần thứ thứ 10 bắt đầu vẫn kịp. Cộng với 3 tuần của công việc số 6 thì nó vẫn kết thúc vào cuối tuần thứ 13. Như vậy nó sẽ kết thúc cùng lúc với cái công việc số 7. Và cộng thêm 2 tuần của công việc số 8 thì dự án vẫn kết thúc cuối tuần thứ 15 bình thường, không ảnh hưởng gì. Như vậy thì cái công việc số 7 này nó có rất 6 thời gian dự trữ lận. Như vậy thì mình nếu mà muộn thì cái công việc số 6 nó bắt đầu vào cuối tuần thứ 10 vẫn kịp. Bây giờ thì cái sự kiện số 3 này lại là cái sự kiện mà bắt đầu của cái công việc số 5 và công việc số 6. Mà công việc số 5 á, thì nếu muộn thì cuối tuần thứ 4 cũng phải xảy ra. Còn công việc số 6 thì nếu muộn cuối tuần thứ 10 xảy ra cũng được. Đấy. Như vậy á, thì cái thời điểm của cái sự kiện số 3 này nó phải xảy ra sớm nhất, nó phải xảy ra muộn muộn nhất nó phải xảy ra là lúc nào? Thì muộn nhất á, thì nó cũng phải xảy ra vào cuối tuần thứ 4. Cuối tuần thứ 4. Chứ không thể muộn nhất cái cuối tuần thứ 10 có thể xảy ra được. Đó, tại vì cái công việc số 5 là nó yêu cầu muộn nhất cuối tuần thứ 4 là cũng phải bắt đầu mà. Đấy. Vì thế nên nó là cái thời điểm mà muộn nhất mà sự kiện thứ 3 này phải xảy ra. Đó là cuối tuần thứ 4. Cuối tuần thứ 4. Chứ nếu mà mình đưa số 10 vào đây thì dự án nó sẽ rất là trễ. Có nghĩa là mình cho phép nó trễ rất là lâu. Khi chúng ta tính ngược về thì chúng ta sẽ đi một số nhỏ hơn. Rồi bây giờ tới cái sự kiện số 2. Sự kiện số 2 là sự kiện. Sự kiện số 2 là sự kiện. Sự kiện số 2 là sự kiện bắt đầu của công việc số 4. Công việc số 4 thì theo dự kiến thì nó sẽ bắt đầu vào cuối tuần thứ 7. Theo dự kiến thì nó kết thúc vào cuối tuần thứ 7. Còn nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 8 kết thúc cũng được. Và nó kéo dài 4 tuần. Kéo dài 4 tuần. Như vậy thì theo dự kiến nó bắt đầu vào cuối tuần thứ 4 cũng được. Thứ 4 cũng được. Rồi mình điền số 4 vào trong cái sự kiện số 2 này. Vì nó chỉ có một cái công việc đi ra mà thôi. Rồi tới sự kiện số 1. Sự kiện số 1 là sự kiện công việc số 3. Công việc số 3 thì nếu mà sớm thì cuối tuần thứ 4 là kết thúc. Nếu mà muộn thì cuối tuần thứ 4 cũng phải kết thúc. Kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ 2 cũng phải bắt đầu. Và đây chỉ có một cái công việc bắt đầu. Mình thấy mình ghi số 2 vào đây. Bây giờ tới sự kiện 0. Sự kiện 0 là sự kiện bắt đầu của công việc số 1 và số 2. Công việc số 1 nếu sớm thì cuối tuần thứ 2 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 2 cũng phải kết thúc.
kéo dài 2 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần số 0 cũng phải bắt đầu, có nghĩa là nếu muộn thì cũng phải bắt đầu ngay từ đầu, nếu sớm thì nó bắt đầu ngay từ đầu, nếu muộn thì cũng phải bắt đầu ngay từ đầu, nghĩa là không có thời gian dự trữ. Rồi thế cái công việc số 2, công việc số 2 nếu sớm thì cuối tuần thứ ba nó sẽ kết thúc, còn nếu muộn thì cuối tuần thứ tư kết thúc cũng được, kéo dài 3 tuần. Như vậy nếu muộn thì cuối tuần thứ một bắt đầu vẫn kịp, vẫn kịp. Như vậy từ số 0 với số 1 thì mình phải điền cái số 0 vào đây, không vào đây. Đó là cái thời điểm muộn nhất mà sự kiện này phải xảy ra. Thời điểm cái sự kiện đó phải xảy ra cái thời điểm đó. Rồi bây giờ tính cái số thứ tự của sự kiện thì mình lấy cái thời điểm muộn nhất sự kiện đó phải xảy ra trừ cho cái thời điểm muộn nhất, thời gian điểm sớm nhất mà sự kiện đó dự kiến xảy ra. Như vậy thì nó sẽ là số 0. Không. Như vậy đây chính là toàn cảnh cái sơ đồ của mình. Rồi mình bây giờ mình sẽ tính toán, mình để tính toán cái thời gian dự trữ của từng công việc để biết cái công việc nào là công việc gắn. Bây giờ công việc số 1, công việc số 1 á thì sớm nhất cuối tuần thứ hai kết thúc, muộn nhất cuối tuần thứ hai cũng phải kết thúc. Như vậy nó không có thời gian dự trữ, mình ghi D1 bằng 0. Công việc số 2, sớm thì cuối tuần thứ ba kết thúc, muộn thì cuối tuần thứ tư kết thúc cũng được. Như vậy thì nó có một thời gian dự trữ. Như vậy D2 bằng 1. Công việc số 3, nếu sớm thì cuối tuần thứ bốn kết thúc, nếu muộn cuối tuần thứ bốn cũng phải kết thúc. Như vậy D3 bằng 0, không có thời gian dự trữ. Công việc số 4, nếu sớm thì cuối tuần thứ bảy kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 kết thúc cũng được. Như vậy cái công việc 4 này có một thời gian dự trữ. Công việc số 5, nếu sớm thì cuối tuần thứ 8 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 8 cũng phải kết thúc. Như vậy không có thời gian dự trữ. Công việc số 6. Công việc số 6, nếu sớm thì cuối tuần thứ 7 kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 13 kết thúc cũng được. Như vậy thì cái công việc số 6 này có tới 6 tuần dự trữ. Công việc số 7, nếu sớm thì cuối tuần thứ 13 là kết thúc, nếu muộn thì cuối tuần thứ 13 cũng phải kết thúc. Như vậy thì đề bài này không có thời gian dự trữ. Công việc số 8, công việc số 8, nếu sớm thì cuối tuần thứ 15 kết thúc, nếu muộn thì tuần thứ 15 cũng phải kết thúc. Như vậy công việc số 8 không có thời gian dự trữ. Như vậy trên cái sơ đồ những cái công việc nào mà không có thời gian dự trữ thì nó chính là cái công việc gan. Như vậy mình thử nối những cái công việc này lại với nhau, mình thử bôi đỏ nó lại xem. Một ba năm
1, 3, 5, 7, 8. Như vậy khi mình nối lại với nhau thì mình lại thấy là nó sẽ đi theo một cái đường. Và cái đường này người ta gọi là đường răng. Đường răng của dự án. Răng của dự án. Thì trong bất cứ những cái dự án nào thì nó cũng có một cái đường răng như vậy. Hoặc là ít nhất nó có một đường răng như vậy. Có nghĩa là nó có thể có nhiều đường răng. Nó có thể có nhiều đường răng. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là tất cả những cái công việc trên đường răng này nó đều không có cái thời gian dự trữ, và độ dài của tất cả những cái đường răng đó, nó đều bằng nhau và nó là dài nhất, nó sẽ dài hơn những cái đường khác, ví dụ như là đi qua 2, 4, 7, 8 hay là 1, 3, rồi 6, 8, nên những cái đường răng này nó là dài, dài nhất, nó dài hơn những đường đó. Đó là cái đồ dạng ao a của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng đó là chúng ta thử tính, ví dụ như là đường răng, đường răng là 1, 3, 5, rồi 7, rồi 8. Chúng ta cộng lại thì nó được 15 tuần. Còn những cái đường mà không răng, ví dụ như là 1, 3, 6, 8, nó chỉ có một chút răng thôi, còn có một chút không răng. Thì dù như vậy thì cũng không phải là đường răng. Đường răng là cái đường mà tất cả những cái công việc trên trên đường răng đó đều là răng cả. Bây giờ ví dụ như cái đường này không răng, 1, 3, 6, 8 là bao nhiêu? Thì mình cộng nó lại, 2 cộng với 2 là 4, 4 cộng với 3 là 7, 7 cộng với 2 là 9. Rồi đường không răng khác, như là 2, 4, 7, 8, 3 cộng với 4 là 7, 7 cộng với 5 là 12, 12 cộng với 2 là 14, 14. Thì chúng ta thấy nó đều không có bằng cái đường răng. Đường răng là 15. Như vậy cái ưu điểm của cái sơ đồ này là vậy. Mình nhìn vào đây mình có thể ngay lập tức thấy được cái mối quan hệ cho các công việc. Chứ nó không giống cái sơ đồ ngang. Mình thấy cái mối quan hệ ngay. Bây giờ ví dụ như là cái công việc số 8 thì chắc chắn nó phải sau công việc số 6 và công việc số 7. Công việc số 7 thì chắc chắn nó phải sau công việc số 4 và số 5. Nên nhìn sơ đồ thành ngang thì mình cứ tưởng là nó chỉ sau trong việc số 5 thôi. Nhưng thực ra là nó phải sau công việc số 4 và số 5. Và nhìn vào đây á thì mình có thể tính ngay lập tức được những cái thời gian dự trữ của công việc, rồi dự trữ của sự kiện. Hai cái đó rất quan trọng. Hai không biết được thời gian dự trữ của cái công việc thì mình biết được công việc nào là công việc găng, còn biết được thời gian dự trữ của sự kiện thì mình biết được rằng là cái thời điểm đó theo dự kiến là nó xảy ra lúc nào, nhưng mà muộn nhất cái sự kiện đó phải xảy ra là lúc nào. Tức là không có, tức là cái độ trễ của cái sự kiện đó nó phải xảy ra là bao nhiêu, mình phải cố gắng để mà và muộn thì nó cũng phải xảy ra vào cái thời điểm đó, nếu không sẽ bị trễ. Mỗi cái thời điểm đó nó có một cái sự kiện, một cái dự trữ như vậy. Như vậy thì nhìn những cái sơ đồ này mình sẽ thấy được những cái điều đó. À,
công việc đó. Như vậy mình biết được mình có thể điều phối cho nó tốt, nhưng mà cái sơ đồ này nó lại có một cái nhược điểm, nó khó không thấy được mà cái sơ đồ thanh ngang mình lại có thể thấy được dễ dàng, đó là trong khoảng thời gian nào thì đang có những cái công việc nào đang được tiến hành. Trong khoảng thời gian nào thì đang có những cái công việc đang được tiến hành, thì sơ đồ này lại không cho thấy cái điều đó, trong khi cái sơ đồ thanh ngang mình thấy rất là rõ ràng, mình thấy được rất rõ ràng. Vì vậy nên người ta cố gắng kết hợp vậy nên người ta cố gắng kết hợp hai cái dạng sơ đồ này lại với nhau. Vì thế nên trong cái phần mềm quản trị dự án của mình á, thì trong cái màn hình đầu tiên á, thì nó là cái sơ đồ thanh ngang, còn cái sơ đồ mạng lưới á, thì mình chỉ cần chọn cái nút sơ đồ mạng lưới là nó sẽ hiện ra, và nó cũng có nhiều những cái công cụ để mà mình có thể phối hợp giữa các dự án luôn, điều tiết rồi rút ngắn dự án luôn. Những cái lệnh này kia nó sẽ cung cấp cho mình những cái cách mà người ta rút dự án sao cho nó hiệu quả nhất. Ví dụ như trong cái sơ đồ này mình thấy là trong cái tuần thứ 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 một thì có cái công việc số 1 và công việc số 2 đang được tiến hành, trong khi cái công việc số 2 á thì nó có một thời gian dự trữ như trong cái sơ đồ thanh ngang mình tính được, mình thấy được cái công việc D2 này nó có một thời gian dự trữ, còn công việc 1 thì không. Như vậy thì mình nghĩ rằng là mình có cái cách gì để mà mình rút ngắn cái thời gian của công việc số 1 không? Tại vì công việc số 1 là công việc gan, nếu như mà mình rút ngắn được nó thì dự án sẽ được rút ngắn, dự án sẽ được rút ngắn. Còn cái công việc số 2 mà mình có rút ngắn nó thì cũng chẳng được gì, cũng chẳng được gì, tại vì nó có tới một tuần dự trữ mà. Bây giờ mình rút ra, mình bổ sung thêm nguồn lực, mình rút ngắn nó xuống một tí thì cái dự án nó cũng vẫn thế, nó cũng vẫn thế. Như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ có cách, đó là mình sẽ điều phối nguồn lực, mình sẽ đem bớt người của cái công việc số 2 này đem qua làm cho cái công việc số 1 này trong cái tuần số 1 này. Như vậy thì cái công việc số 1 này nó có thêm người, nó có thêm nguồn lực, như vậy thì có thể nó sẽ được rút ngắn, có thể nó được rút ngắn xuống chừng này chẳng hạn, rút ngắn xuống. Còn ngược lại thì cái công việc số 2 này nó ít người đây nên đó là nó sẽ dài ra thêm một tí, nó dài ra thêm một tí đấy. Nhưng nó dài ra thêm một tí thì cái công việc số 4 này nó sẽ bị trễ một tí, trễ một tí. Nhưng mà cái công việc số 4 này nó cũng có thời gian dự trữ. Đó. Đó, thời gian dự trữ của nó là một tuần, miễn sao đừng có trễ quá cái một tuần này để mà nó còn kịp bắt đầu cùng với cái công việc số 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 số, số, số 5 này kết thúc, rồi để cho cái công việc số 7 này bắt đầu cùng lúc với nó kết thúc. Như vậy thì đó là cái cách mà mình điều phối cái nguồn lực, là mình đem bớt người qua từ những cái công việc mà gan, mình đem bớt qua những cái công việc từ những cái công việc không gan, mình đem bớt qua những cái công việc gan, làm cho nó nhanh, cho những cái công việc gan này nó kết thúc sớm,
kết thúc thì dự án này sẽ kết thúc. Và nếu mình kết thúc sớm được như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được chi phí, nếu mình có thể làm được như vậy. Tuy nhiên thì cái việc này nó liên quan tới cái về mặt kỹ thuật. Bây giờ nếu như hai cái công việc này nó mang tính chất là giống nhau thì mình có thể điều qua được. Ví dụ như đây là một cái ông thợ hồ thì mình có thể điều qua bên đây, cũng cần một cái ông thợ hồ, thì làm được. Chứ còn nếu như mà cái công việc số 2 này, ví dụ như nó mang tính chất khác nhau, ví dụ như công việc số 2 này là mình nhờ một cái người chuyên đi về mặt giấy tờ pháp lý, còn bên này là bên xây lắp, thì bây giờ lại không đi, không thể điều một cái ông chuyên đi làm giấy tờ pháp lý qua để sơn hồ rồi vữa rồi chép cái này kia được. Còn ngược lại cũng không thể điều một cái ông mà chuyên làm thợ hồ vôi sữa này kia để mà đi chạy giấy tờ pháp lý được. Đấy. Nên nếu như mà hai cái công việc này nó mang tính chất là giống nhau, thì mình mới có thể làm được như thế. Thì người ta gọi như vậy là điều phối nguồn lực. Điều phối nguồn lực. Chứ còn nếu như mà hai cái điều cái người này mà không có chuyên môn này mà lại điều qua họ làm cái chuyên môn kia thì cuối cùng là nó không những là nó rút ngắn được, là nó nhanh hơn, mà cuối cùng là nó chậm hơn, kéo dài hơn, tại vì là mình cũng mất công đào tạo lại nữa. Cái phải mất công là kêu cái ông thợ đó ông chỉ lại cho cái ông mới vào, như vậy nó còn lâu hơn, như vậy thì cái việc đối với nguồn lực là cái việc mà linh động, là cái việc mà mình phải sắp xếp, mình phải suy nghĩ, mình phải bố trí, mình phải phối hợp, chứ không phải là máy móc, không không thể làm được như thế. Thì đó là cái cách mà người ta có thể cắt giảm được cái chi phí rất là nhiều nếu như mà họ điều phối nguồn lực tốt, cũng chừng đó cái người thợ. Nhưng mà nếu như cái ông thầu ông quản trị tiến trình tốt, quản trị công việc, quản trị chi phí tốt, quản trị nhân lực tốt, thì cuối cùng họ có thể làm được nhiều cái dự án hơn cùng một lúc, còn nếu như một người mà họ quản trị không tốt thì họ chỉ làm được có vài dự án à, còn kết thúc rồi thì là chẳng còn dự án để làm, lúc mà chẳng làm gì đâu, nó coi như là không hiệu quả. Thì đó chính là cái sơ đồ mạng lưới, rồi có nhiều những cái, rồi còn cái phương pháp rút ngắn sơ đồ nữa. Rồi, nên ta kết thúc tại đây. Sau chúng ta xong tiếp.